vợ ta ngủ. Ngủ hả? Dạ. Okay. Lần đi uống coi quá trời luôn, tao ở nhà. Dạ. Em là vui. Có miền Tây cũng ngon quá rồi. Coi. Dạ. Làm thêm nữa không? À, em nói rồi, em nói rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Sáng nay mình sẽ đi kể lại bữa ăn buổi sáng ở đó. Thì giờ mình nói như vậy là dạo này mình bận lắm, quyền thương không cho mình đi ngoài và ăn buổi sáng, ăn cái gì hết trơn thì nuốt. Cho nên bây giờ mình đừng muốn mình sẽ đi silently cái lại và ăn buổi sáng. Phú Trebu Cú Hú Tập Hà Nhi. Rồi cả nhà, đi ăn thôi. À, có lời nhé, đi ăn thôi. Đây là cho nhỏ, con nhà cô Nguyên cả nhà ơi. Rất là nhỏ, nhưng mà bây giờ là sáng sớm mà còn rất là nhiều người trên ngoài rồi. Bây giờ mình mỗi nhanh là mình chưa bao giờ ăn á, ở quân ngang con nhà cô Nguyên á. Mình sống vấn đề mà phải sử dụng quân ngang ở đây chứ, đúng không? À, xin chào. À, ăn ở đây được không? Dạ được ạ. Một cái bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Dạ. Bún ăn được cái này cả nhà ơi. Ăn ở đây là một cái này cả nhà. Bún ăn ở đây rất là tuyệt vời đúng không? River view. Nhưng mà muốn ở đây nên ngon cho nên mình trong món ăn này món đầu tiên mình sẽ ăn món này. Còn tới rồi cả nhà ơi, bún thịt nướng. Wow, I didn't expect this quality. Trời ơi, đẹp ha, nên ngon nữa. Mâm nhau. Ai ăn bài thích cả nhà này. Rồi, bữa thứ nhất ăn xong rồi. Bữa thứ nhất này rất là ngon. Em ơi, ở cái này bao nhiêu tiền? Dạ 20 ạ. 20 ạ. Alo, chào chào. Cái này. Cảm ơn. Bình thường nó ngon quá. Cảm ơn nha. Rồi, quán ăn đầu tiên là thành có. Bình thường nó này ngon. 20 yên nhưng mà ngon, rất là ngon. You can eat with the river view in Vietnam. Also very delicious. All right. Bây giờ mình sẽ đi quán Châu Thái nha cả nhà. Món ăn số 2 mình đã kiếm là cái này. Ở đây bằng chao lộng á. Mình cũng thích chao lộng lắm cả nhà. Chị ơi, chị coi YouTube của em á. Ừ. Cho nên chị kêu em á. Chị nghe, mà... chị kêu em hoài, em không có nghe. Nhưng mà em đang tắt cái máy. Ở đâu, Cương ở đâu, quê vợ ở đâu, ở dưới này hả? Bên được đó. Bên áp, âm mi hồi, mi hành động á. Ở trong Mỹ Thanh Long phải không? Chị thấy quen quen dữ lắm luôn á. Quen cho nên Chị Tâm là quê nội chồng của chị Tâm đó đó. Chị làm sao biết em là biết, chị đi ngang hay hoài, biết mà nó kêu hôn hôn hoài không nghe.
Dạ chị, cháo long ở đây ngon không? Ngon. Tên chi nhỉ? Ồ, rồi cả nhà ơi, có cháo long nè. Nè, nước tắm là ớt nè. Dạ. Chanh. Chị ơi, cảm ơn chị nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử cháo long nha cả nhà ơi. Ê chị ơi, em không biết làm sao ăn. Ăn ớt không? Cưng ăn ớt không? À, à. Cái này là Cưng lấy đũa con chấm nè, lấy thịt cho chấm. Ớt nhiều ít. Nhiều thì bỏ thêm nha. Ăn chanh mặn vô đây nha. Chị tốt bụng quá. Không, chị thích coi cái video của em ấy. Ôi, hai vợ chồng Nguyên nó hiền khô à, nó nói giọng hiền. Dạ. Cảm ơn chị. Nguyên khỏe không? Nguyên khỏe, ở đây khỏe. Ờ, dạo này cũng được cũng được. Qua kia thì thấy nhậu mà. Dạ. Ồ. Ôi trời, có nhiều thết ở đây này cả nhà. Có nhiều thết ạ. Cháo long này nóng nóng nên không thể ăn được. Ngon, có thích gì trong cháo long này á? Có cái này long đúng không, nóng thích. Cái này là gì? Đây là mau bỏ hả? Nhiều lắm. Nhiều thích lắm. Không có cái này không? Sẽ ăn thử mau bỏ. Ăn tô nữa không? Dạ. Làm tô nữa không? Em nói rồi, em nói rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Chị ơi, cái này bao nhiêu? 25.000. 25.000 không? Đây, chị ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Tối 5.000. Dạ. Mai mốt ghé ăn nha. Dạ. Mai mốt chở Út đi ăn, ghé ăn nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi, rồi. Chị ở quận hàng số 2 á. Hối chờ mình. Nói chưa? Chưa nổ nhưng mà... Món ăn mình sẽ ăn này lên này là khó nha cả nhà ơi. Có là phải là Việt Nam chứ. 20.000 Việt Nam đồng một tô rất là hấp lý á. Dạ hấp lý đúng không? Có thích như nè. Mình sẽ ăn ở đây nha cả nhà. Ôi trời ơi. Ở đây có nhiều rau xong xong rồi. Có chanh, thớt. Dạ cảm ơn. Wow, đây là phó nè cả nhà ơi, 20.000 Việt Nam đồng. Ở bên nó đi về hồi nào vậy? Dạ. Đi về hồi nào vậy đây? À dạ. Có vợ đâu, vợ theo cái. Ai vợ đang ngủ. Ngủ hả? Dạ. Trời, lên đi uống coi quá trời luôn, tao ở nhà. Dạ. Em là Huân. Vậy có về quê vợ chưa? Dạ. Có ở đây là ai? Ở đây là ai? Bà con ở đâu? Bà con ở đây là ai vậy? Cha con hả? Bà con vợ ở đây. Vợ con đang ở nhà. Nhưng mà ở đây là bà con ở là ai? Có bà con ở đây là ai? Nguyên
với mỗi người cho nên nó đầy. Dạ. Thấy có về dưới quê ở đâu Đồng Tháp gì? Mi hành đồng á. Ở ở. Dạ. Dạ chào cô. Có con chưa? Dạ. Yeah. Chưa. Đâu vậy? Dạ. Yeah. Tại vì dấu cô con cũng thu mà chưa một năm qua tao xác chị á cho nên phải giỏi. Rồi đây bà nội bởi còn khỏe không? Bà nội cũng khỏe mà mẹ không có tốt. Ừ. Hai trai mẹ cũng yếu quá ha. À, mẹ cô yếu là khỏe. Quá khỏe. Cô sống ở thành phố này không? Ở đây rồi. Ở này á, con muốn con rất thích đi chơi cái này á. Một thành phố một thị xã là bên ảnh đó. Có ăn ớt cay thì cha hay múc ra tế để vô miếng quát cái muỗng nè. Vừa ăn vừa múc. Không chịu biết ăn. Không có. Có miếng tay cũng ngon quá rồi. Con này có giá hấp lý. Cả nhà ơi, mình không biết mình đang ở đâu cả nhà ơi. Mình đã tìm Trương về nhà. Nhưng mà Trương ở Việt Nam á, giống như spider map, spider web, cho nên mình không biết đứng đâu là đứng về nhà luôn á thiện. Sang này mình cũng ăn dưa nổ 50-60%, 70%, nhưng mà mình có thể ăn nhiều được hơn được. Nhưng mà nếu mình ăn nhiều hơn thì Quyến sẽ dọn bạp đến nè. Đúng không? Cho nên cuối cùng, hôm nay cuối cùng là mình sẽ ăn bánh mì. Ê, con ăn bánh mì nè. Chào chị. Chị ơi, chị bánh mì băng ở đây là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tiếng? Bánh mì ở đây bao nhiêu tiếng? Bao nhiêu? 12.000 ạ. Chị có thể làm bánh mì đặc biệt cho em không? Có thể như thích. Em trả 20.000. Được ha. Hello. Chắc là tao là bánh mì cho mình đó. Đó. Con 20.000. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Rồi cả nhà ơi, bánh mì đặc biệt cho em nhỉ. Mình sẽ ăn cái này ở đây và về nhà luôn. Quá trời thật luôn cả nhà. Hạnh phúc quá.
sau khi mình về Việt Nam á, mình cảm thấy là mình sống cuộc sống thực sự. I feel like I'm living real life. Không có áp lực, không có nhiều stress. Mà mình biết là mình phải vẽ cuộc sống của mình phải làm mẹ, phải cố gắng thành con, cố gắng chăm sóc mọi người, gia đình mình. Rồi, đây là miếng cuối cùng của mình. Sau tháng này, mình sẽ về nhà cả nhà rồi. Mình cũng ước gì cả nhà có cuộc sống á, thích hạnh phúc, thích yên bình nha cả nhà ơi. Vô.